Vậy là mình hái cái rau đấy về mình ăn được cơ. Dạ. Dạ dạ. Đi từ bây giờ lết lết đi. À lết lết đi không hả? Dạ. Rồi đây đây đâu phải là nhà mình nhờ chú. Dạ. Đây là con gái của cô chú hả? Cháu. Cháu hả? Dạ, tôi đâu có vợ đâu. Ủa vậy chị này là mẹ của bé này, còn là con của chú này? Không, tôi không có con. Không không, ý ý là cô là cái gì của chú này? Em dâu. Em dâu hả? Dạ. Tôi đâu có vợ đâu. À, em dâu. Vậy nhà mình ở đâu mà lên trên đây ở? Nhà em ở Mông Bưởi. Ở đâu cơ? Mông Bưởi, chị nhà em ở Mông Bưởi đó. Chợ Vàm hả? Dạ. Chợ Vàm, chợ Vàm. Là mình sống ở đây lâu chưa cơ? Cô chú ngồi trong đây con hỏi thăm đi. Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang đi về khu vực ở Phú Tân đấy các bạn. Thì mình đi ngang qua đây thì được giới thiệu về một gia đình đang sinh sống ở trong cái vườn này các bạn. Thấy có hai vợ chồng và một đứa con sinh sống ở trong một cái nơi mà không khác gì một cái chuồng bò các bạn. Thì hai vợ chồng sống, mình thấy là nhà cửa thì chỗ này không phải là nhà của cô luôn, mà giống như ở đậu á. Người ta cho mượn chỗ này hình như là ở và sinh sống tạm qua ngày các bạn. Hai vợ chồng hình như làm nghề lượm ve chai hay sao á. Đang tối ngủ là ngủ ở trên cái chỗ này, mà trong khi đó mưa gió thì không biết nó sẽ tạt như thế nào. Ủa mình làm nghề lượm ve chai à cô? Dạ. À. Chú này hôm qua con gặp rồi. Dạ. Con chào chú. Dạ. Hôm qua con mới gặp chú ở ngoài kia. Dạ. Rồi tới đây mới biết là nhà chú ở đây. Đây là cái trại gỗ hả? Em ở đậu đây là... À. Ừ. Đấy. Ủa là mình hái cái rau đấy về mình ăn được cơ? Dạ. Dạ dạ. Đi từ bây giờ lết lết đi. À lết lết đi không hả? Dạ. Rồi đây đây đâu phải là nhà mình nhờ chú? Dạ. Đây là con gái của cô chú hả? Cháu. Cháu hả? Ủa vậy chị này là mẹ của bé này, còn là con của chú này? Không, tôi không có con. Không không, ý ý là cô là... Cô là cái gì của chú này? Em dâu. Em dâu hả? Dạ. Tôi đâu có vợ đâu. À em dâu. Vậy nhà mình ở đâu mà lên trên đây ở? Nhà em ở Mông Bưởi á. Ở đâu cơ? Mông Bưởi, chị nhà em ở Mông Bưởi á. Chợ Vàm hả? Dạ. Chợ Vàm, chợ Vàm. Là mình sống ở đây lâu chưa cơ? Cô chú ngồi trong đây con hỏi thăm đi. Là mình sống ở đây lâu chưa cơ? Lâu rồi. Là khoảng bao lâu rồi cô? Chồng cô bị bắt hả? Chết á. Chết rồi hả? Dạ. Là chết lâu chưa? Lâu rồi. Ba cái rỗ rồi. Ba cái rỗ rồi. À. Là bé này mấy tuổi cô? 2 tuổi. Bé này 2 tuổi. Dạ. Yeah. Mà chồng chết 3 cái rỗ rồi là sao? Là bé này có phải con của ông kia? À. Có con thái chạy luôn á. Là mình lên đây sống được khoảng bao nhiêu năm rồi cơ? 3 năm. Già yếu rồi, bà ấy bán số không à. Dạ dạ, nhưng mà mình sống ở đây được khoảng bao nhiêu năm rồi cơ? 3 năm. À. Tại nhà cửa mà không có vách có đồ về mình sống sao, mưa gió thì sao trời? Sống thì sao giờ, ráng chịu. Ráng chịu quá hả? Dạ. Sao mình không mướn cái nhà mình ở cô? Giờ con bọn em bảo có. À. Bà ra ruột bà có. Còn chị dâu không nuôi. À. Dạ. Bà ra ruột có. Mà chị dâu không nuôi hả? Dạ. À. Chị dâu ruộng tiền bà không mà em không có bằng không được chứ chắc mới nhỏ vậy. À. Ra mà làm sao mình biết được chỗ này mà mình vào đây mình ở ra? Cô giáo cho hả? Dạ. Yeah. Ừ. Cô trước nó cũng cho. À. Nhưng mà mình nha. Rồi đó tôi đãi cơm ở chỗ bên này nè. Rồi có cho ở đậu. À, là ngày xưa cô chú đãi cơm ở đây hả? Dạ, chỗ bên nhà bên đó đó. Là ngày xưa chú có giống là chú đi làm chú có tiền. Xong chú lên đây chú đãi cơm cho người ta hả? Dạ. Xong người ta biết. Dạ. Rồi bây giờ là mình lại xa cơ. Rồi mưa gió ở đây là quần áo rồi nọ kia thứ thì không biết
sống sao? Ráng chịu quá hả? Sao chú? Cũng có nhà bên An Giang bánh mà tại vì qua đây sống. À, có nghĩa là mình cũng có nhà bên An Giang. Dạ. Nhưng mà do bên đấy làm ăn khó khăn. Dạ. Rồi không có việc làm. Đó, mình sang đây mình ở đậu đúng không? Dạ. Dạ, dạ. Cho con tham quan sơ sơ tí nào. Đồ đạc thì sao bỏ tứ lung tung này bà? Dạ, hôm lễ lụm ve chai mà chưa có bán được. À. Đó, ve chai rồi đấy ngoài đó. Có nghĩa mình lượm, mình vừa đi lượm ve chai vừa mình kiếm sống ở đây luôn. Dạ. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Bên này là nấu món gì đây cô? Dạ, rồi ăn ấy, xào ấy. Là mình chưa ăn cơm mà cơ? Dạ, chưa. À, nấu ăn ở ngoài đây. Dạ. Biết nồi này là nồi gì đây? À, đây là nồi cơm. Cơm này... nước. Ủa cái này là mình hứng nước mưa mình xài à cô? Dạ. Ăn gì trời? Có đâu rồi, hình như có một củ tỏi cộng với tí rau này nấu thành canh ăn. Ui trời, cái cá này không biết còn ăn được không? Sống ở đây 3 năm. Mưa gió không bị dột à cơ. Rồi cô tên gì cô? Cô Út. Cô Út. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô thân á. Nhá? Cô tuổi, thân khỉ. Tuổi thân là tuổi con khỉ hả? Dạ. Là bao nhiêu con cô biết không? Không. Không nhớ bao nhiêu luôn. Dạ. Là bé này tên gì cơ? Mỹ Phương. À, Mỹ Phương hả? Dạ. Mỹ Phương mấy tuổi rồi Mỹ Phương? 2 tuổi hả? Nhanh quá. Là là bé này cũng sống ở đây từ nhỏ đến lớn luôn. Dạ, sinh ra là đẻ ở Hồng Ngự hả? Dạ. Đẻ ở Hồng Ngự xong bắt đầu mấy tháng thì lên đây? 3 tháng trong bụng. Dạ. 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 Rồi nhà mình là ngủ ở chỗ nào? Dạ trong phòng. Không có nghĩa là tối ở đây này. Ngủ mình... đây à? Ngủ trên cái tấm ván này luôn. Dạ. Rồi sao mà ngủ hết được? À. Chú thì ngủ trên võng. Dạ. Còn hai mẹ con là ngủ ở trên dưới sàn. Dạ. Giờ này mà 3 giờ chiều là mày chiên cơm luôn rồi cơ. Hay nấu cơm tối? Cơm chiều. Cơm chiều. Ăn tôi ăn mặn. À, chú đây là ăn tương này, còn cô là ăn mặn. Dạ. À. Chú chỉ ăn rau không? Anh đây, vậy là đây tới chú là anh chồng. À, còn cô là em dâu. Tôi không có vợ. Dạ, dạ. Chú là không có gia đình. Dạ. À. Mà sao tự nhiên là sao mà biết được cái chỗ này mà tôi có đáy cơm đây. À. Cô giáo cũng mới cho ở. À. Đãi cơm hôm lễ đãi cơm bên đó đó. Dạ dạ dạ. Nhà ngoài xưa bên đó. Dạ dạ dạ. Đó là ngày xưa là chú làm cái gì có tiền xong là chú lên là chú đãi cơm cho người thập phương hả? Dạ. Rồi. Bắt đầu đi trên Thái Sơn cánh đãi cho người ta trên. À. Rồi chú lên đây chú biết cái chỗ ở xong bắt đầu cô không có chỗ ở xong là kêu cô lên đây ở luôn. Thế bé này có đi học không cơ? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Cho bé nó ở đây không sợ mỗi thứ nó cắn à? Dạ. Là ngày là cô làm gì? Dạ bán vé số. Cô đi bán vé số? Dạ. Ừ. Nay bán được nhiều không cô? 100. 100 tờ. 100 tờ. Dạ dạ. Bả đau hoài. Là ai đau cơ? Mẹ con mẹ mới ao bận lẫn. Có nghĩa là mẹ của cô là bị bệnh. Dạ. Là mẹ cô giờ đang ở đâu? Dạ
Ở gần á, bà bán số. Cũng bán vé số luôn. Dạ. Rồi có phải nuôi mẹ không? Không có tài vô mẹ. Bán nhỏ thôi thì bán được. Dạ dạ. Rồi rồi chú hàng ngày chú làm cái gì chú? Dạ hôm qua chú gặp đi xin đó. Ngoài đi xin là còn làm gì khác nữa không hay là chỉ? Dạ không. Có nghĩa là sáng là chỉ có đi mặc đồ để đi xin thôi. Dạ. Dạ dạ. Bé nhìn dễ thương quá ta. Hey. Té con. Sốt thấp à. Ở đây là mưa gió rồi muỗi rồi bắt đầu là này mưa chắc khỏi ngủ luôn đúng không? Dạ mưa không tạt. Có tạt không cơ? Không, nước rạc. Không gió tạt nhiều. Không, không gió thôi. À có nghĩa là không gió thì nó không đỡ tạt đúng không? Dạ. Còn nếu gió là nó tạt vào chắc khỏi ngủ luôn. Dạ. Là có nghĩa là mình ngồi luôn ha. Rồi. Rồi sao mình không kiếm cái nhà mà ở mà mướn? Sao vậy? Không có tờ trong ngõ được, có giấy tờ được chứ mà còn bao giờ ở đây vô đâu về thăm bả. À, không cả cô chú đều không có giấy tờ luôn hả? Dạ. Rồi mình có quê mà sao không về làm giấy tờ? Đi hai ba ngày kia hai mẹ con tôi khùng chân. À, ý là người ta chê là mẹ con khùng á hả? Dạ. Là cô có bị không? Có bị khùng không? Không. Không mà sao người ta nói? Trời ơi, có tiền mà vậy không có tiền rồi sợ gì á. À. Mình cứ về mình làm giấy tờ rồi mình mướn cái nhà mình ở chứ mình đi ở vậy. Phải 3 năm nay là cô chú là ăn ngủ ở đây. Dạ. Không rồi. Em cũng mới qua đây. Qua đây rồi. Về bản. Có là chú ở trước hay cô ở trước ở đây? Dạ tôi ở trước. À. Vô rồi chị thăm bà già. Ừ. Có nghĩa là lâu lâu về thăm mẹ. Mẹ cô bao nhiêu tuổi rồi? 30 tí. Tí là bao nhiêu cô? Trời ơi, chứ giờ dũng bao nhiêu tuổi. Bé dễ thương đó ta. Dạ. Sao thấy đẹp gái không? Hả? Con chó kìa. Con chó. Con chó đâu? Con chó. Con á. Con với mẹ. Con với mẹ đúng rồi. Nhìn thấy thương trời. Con, là không cho bé đi học hả? Dạ. Tết tươi. Ta chưa nghỉ giấy. Xe nghỉ, ta chưa nghỉ. À. Là theo cô chú lên trên đây ở là cũng 3 năm rồi. Dạ. Ở đây ở là mình đờ họ đâu có, họ cho ở không chứ, ở đâu có lấy tiền nó bạc thì không chú? Dạ. Ủa vậy là hôm trước thì con nghe nói là hình như còn một cặp vợ chồng nó cũng ở đây mà đúng không? Đi đâu không biết luôn á. Đi đâu rồi? Có nghĩa là người ta bỏ đi xong cô chú mới vào đây ở hả? Dạ. Hay là lúc trước là ở chung? Ở chung rồi, cứ với nhà, tôi về bảo. Hôm trước dịch bệnh á, rồi nghe tao nói ở đây nó không cho ở, rồi tôi mới về bên An Giang bển tôi chích 3 mũi thuốc tôi mới qua đây. Mới qua đây ở tới giờ luôn. À. Chứ lúc đấy là chưa gặp cặp vợ chồng kia hả? Không, qua đây có mọi lần thì dịch bệnh có ở đây nè. Là có cặp vợ chồng kia cũng ở đây luôn? Mà là tôi đi về bển, tôi có hai chồng đó ở đây. À. Vậy là hai vợ chồng kia? Mày nghĩ chưa? Tôi qua đây, đi đâu từ tôi không biết nữa. À. Bỏ cho tiền mẹ. Nhà nó hôm trước nó người ta cho gì tiền nhiều gì không biết rồi mướn nhà ở gì đó tôi cũng không biết. À có nghĩa là hai người kia là giống kiểu nó đợt dịch chứ là người ta cho nhiều tiền xong bắt đầu là đi kiếm nhà ở rồi. Dạ. À. Nhà ta nói mà chứ tôi cũng không biết không biết. À. Rồi cô chú ở đây đi làm như vậy thì có đủ sống không? Dạ cũng có bữa thiếu bữa đủ. Bữa thiếu mới đủ à? Dạ. Dạ con té. Vừa bán vé số vừa chồng đi xin vợ đi bán vé số. Không, chợ, tôi đâu có vợ, đâu ở nhỏ. À có nghĩa là nhỏ chú thì đi đi chú thì đi xin cô đi bán vé số. Hay đi nó có. Dạ mẹ. Ở chung mà không biết luôn hả? Ở gần nhau mà không biết luôn hả? Bán số không biết có tiền. Là sao cô? Bán số không biết có tiền. Bán vé số mà không có tiền á hả? Dạ.
Có vé số ngày được bao nhiêu tờ? 100. 100 tờ? Ừ, 100. Là được 100 ngàn hả? Ngày một. Không cho gì, không có thiếu. Không cho thiếu hả? Dạ. Là ngày 100 ngàn này có đủ ăn không? Là cô chú là ăn chung hay ăn riêng? Không, tôi ăn riêng tôm. Ừ. Tôi ăn mặn. À, cô ăn mặn, mấy bé ăn mặn, còn chú là ăn... Dạ mẹ. Ba. Mẹ. Đó, mày. Dạ anh. Ừ. Hôm qua thì thôi. Dậy. Lại chú. Dạ chú. Ông nè. Đây là ông. Này em mà dừng. À thôi hôm qua con đi trên đường thì con gặp chú rồi. Dạ. À, thì hôm nay vô tình gặp lại thì biết chú ở đây. Dạ. Thì hôm qua là biếu cho chú 500 rồi đúng không? Dạ. Thì hôm nay thì con cũng có thêm 500 nữa con biếu cho cô ha. Cô mới bé ha. Dạ. Hôm qua mới gặp rồi. Không có biết là chú ở đây, chú cứ nói là ở xưởng cưa hay xưởng gỗ gì chứ không biết. Tôi nói tôi ở chỗ này. À. Tại nói nhưng mà không hình dung ra là cái xưởng cây là xưởng chỗ nào. Là tưởng là ở cái nhà thờ trên kia chứ không phải nhà thờ này. Dạ. Cái này không phải nhà thờ, cái này chạy củi. Nhà thờ ngoài kia. Không. Cái đó cái nhà ngõ xưa chứ không phải nhà thờ. À. Nhà ngõ xưa. Nhưng mà đường trước hình như là có cái gì cũng gần giống như cái nhà gì cái nhà ngõ xưa. Nhà ngõ xưa hả? Dạ, nhà ngõ xưa rồi đó. Giờ bây giờ là mình tính là sống ở đây hẳn luôn rồi chú hay là? Dạ, cũng mới chừng qua gần tháng 7 cũng về bên nhà bánh. À, là về bên An Giang hả? Dạ. Từ giờ lết đi gái hái rau. À, có nghĩa là chưa hái rau về để tối nấu cơm ăn hả? Dạ, tính năng liền. À, giờ ăn cơm hả? À. Để con gửi hôm qua biếu chú 500 rồi, hôm nay biếu thêm cho cô 500 ha. Để vốn mua vé số hay mua đồ ăn. Để cả. Rồi thôi nay con tới thăm nha. Rồi để nếu có dịp thì con ghé thăm sau ha. Cái tiền này con thay mặt cô Liên Hương Phạm biếu cho hai cô chú ha. Dạ. Hôm qua có gặp chú ở ngoài đường. Kêu chở chú về chú không chịu. À, thì ra là ở đây. Vậy là chứng tỏ là có duyên đó. Có duyên thì mới gặp lại. À, thôi quý vị ơi, thì hôm qua mình có gặp cái chú này rồi, các bạn đi xin ở ngoài đường á, thì hôm nay vô tình mình tới mình thăm thì lại gặp lại. Thì hôm qua biếu chú 500, hôm nay biếu thêm cho cô thêm 500 gọi là làm quà các bạn. Thì nếu có dịp mình sẽ ghé thăm sau nha. Bây giờ mình cũng dừng kết thúc video đây. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha.